Hôm nay Vũ Hồng xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị và bạn một căn nhà nằm ở mặt tiền đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình nằm ngay trung tâm chốn đảo luôn nha. Phía trước là nhà thờ Bình Thuận. Nhà thờ Bình Thuận là một trong những nhà lớn và đẹp nhất của khu chốn đảo luôn. Cái hướng di chuyển này nè, mình sẽ di chuyển về phía đường Lê Bôi và di chuyển về phía chợ Phú Lợi ha. Ở đây có tuyến xe buýt số 4140 chạy ngoan ra nha cô chú anh chị. Đằng kia là trường phổ thông trường Phú Lợi, trường Nguyễn Trung Ngạn, trường Thọ Ngọc, trường Hoàng Mai, chợ Phú Lợi, trường Nguyễn Văn Linh luôn nha cô chú anh chị. Nhà mình thì nằm gần nhà thờ Bình Thuận nè, một trong những ngôi nhà thờ lớn nhất gì và đẹp nhất của quận 8 thành phố Hồ Chí Minh luôn. Căn nhà này nè cô chú anh chị, căn nhà nằm bên số lẻ nha, bên bờ số lẻ cô chú anh chị, bên số lẻ của đường Phạm Thế Hiển nha. Nhà một trệt với một lầu, hướng nhà hướng tây bắc nha. Còn cái hướng này là mình di chuyển về phía chợ Cầu Bà Tàng, phường 6, phường 5, phường 4, phường 3, phường 2, phường 1, quận 8. Từ đây di chuyển về trung tâm chưa đầy 15 phút là tới trung tâm quận 5, quận 1 rồi cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu mua một căn nhà ở mặt tiền đường bên số lẻ của đường Phạm Thế Hiển thì hãy kết nối Vũ Hồng ha, qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ liên hệ với chủ nhà để cô chú anh chị gặp và làm việc trực tiếp với chính chủ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn lưu ý thì có Vũ Hồng thì chủ nhà mới cho xem nhà nha cô chú anh chị. Mình cứ alo trước, Vũ Hồng sẽ chạy tới rồi làm việc dẫn cô chú anh chị bạn xem nhà và gặp chủ nhà để mình làm việc nha. Hôm nay Vũ Hồng đang ở khu xóm đạo đường Phạm Thế Hiển á. Và Vũ Hồng đang đứng ở đây là ngay chỗ cái nhà thờ Bình Thuận, là một trong cái những nhà thờ lớn và đẹp nhất của khu xóm đạo ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một cái căn nhà nằm gần cái nhà thờ Bình Thuận nè cô chú anh chị. Một trong những cái nhà thờ lớn nhất của xóm đạo quận 8 nói riêng và của thành phố Hồ Chí Minh nói chung ha. Một cái nhà thờ cực kỳ lớn ha, của xóm đạo nha cô chú anh chị. Nhà thờ Bình Thuận ha. Và cái hướng này là mình di chuyển ra kia là ra ngã ba đường Lê Bôi để mình vô trường Nguyễn Trung Ngạn, ra ủy ban dân phường 7 quận 8. Và cái hướng ngược lại cô chú anh chị, hướng ngược lại là mình sẽ di chuyển về phía cầu Nhị Thiên Đường nha. Từ đây về cầu Nhị Thiên Đường thì mình mất khoảng chừng 7 phút đi xe ha. Và hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một cái căn nhà. Nhà mình là nằm ngay chỗ kế cái cây xoài đó cô chú anh chị, ngay xe thác đậu ha. Và nếu như nhà mình xây mới thì mình xây được 7-8 giống như cái nhà cao bên kia. Nhà mình thuộc khu xóm lẻ của đường Phạm Thế Hiển nha. Địa chỉ nhà mình là 3113 đường Phạm Thế Hiển. Nhà mình có kích thước ngang, chiều ngang là 4m và chiều dài là 18m nha cô chú anh chị. Ngang 4 và chiều dài là 18m. Diện tích đất đang sở hữu là 68m. Và cái căn nhà này chủ nhà đang giảm giá sâu để bán ha cô chú anh chị. Trước đây thì chủ nhà kêu là 7 tỷ mấy, sau đó giảm 6 tỷ rưỡi, giờ chủ rất cần tiền nên chủ giảm xuống còn là 5 tỷ 680 triệu ha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ vô trong review cho cô chú anh chị bạn xem nha cô chú anh chị. Gần xí nghiệp Mai Văn Vinh nè ha. Kế bên nhà mình thì có một căn nhà đang xây cao 7 tấm nè ha. Nhà mình nằm vị trí góc hai mặt hẻm nha cô chú chị. Nằm vị trí góc hai mặt hẻm ha. Bây giờ mời cô chú chị bạn và các bạn vào trong để mình xem nhà nha. Nhà mình phía sau còn một hẻm nữa. Đây dòng hẻm dòng qua vậy luôn nè. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review cho cô chú chị bạn xem nha. Nhà mình nằm bên số lẻ nha cô chú chị. Nhà nằm bên số lẻ. Ở đây có tuyến xe buýt 140 đi ngang qua cô chú chị. Cô chú chị bạn nào quan tâm đến bất động sản này thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành nha. Đây nhà mình đây ha. Nhà mình nằm vị trí góc nha.
Hướng này là hướng về đường Lê Bôi, đi về Ủy ban dân phường 7 quận 8 nha cô chú anh chị. Đây, hẻm phía sau nhà mình đây ha. Đó, nhà mình là có hẻm hông nha, chạy dài ra tới phía sau luôn, bọc vòng qua luôn ha. Ở đây là điện đang âm xuống toàn bộ luôn nha cô chú chị. Mấy bó đồ điện này là đang âm xuống toàn bộ hết luôn ha. Vỉa hè bên đây rộng khoảng 4,5 m nha cô chú chị. Bên kia là xí nghiệp Mai Quang Vinh. Đây là đối diện mình là cửa hàng ga ha. Bên này là khu bờ sông. Bên số chẵn, còn bên đây là số lẻ ha. Địa chỉ nhà mình là 3113 đường Phạm Thế Hiển nha cô chú chị. Nhà mình có cửa rào bên ngoài rào sân lại ha. Nếu dài ra tính tới đây là 20, còn trong đây là 19 m. Rồi mời cô chú chị bạn vào trong để mình xem nhà nha. Đó, ngang 4 m và dài 19 m. Đây mình đi dài xuống dưới để mình coi ha. Đây lên lầu nha. Đây một phòng. Mà đây là không gian gian bếp nấu ăn chiều hả chị? Dạ. Nấu cái gì vậy? Món gì lạ lạ vậy? Canh bún. Canh bún hả? Dạ. À bên đây có cửa sổ nè. Đây có cửa sổ nè ha. Nhà mình có cửa hông nha cô chú anh chị. Nhà mình xem như là ba mặt tiền á. Bên đây một cái phòng. À, núp bên đây cho em quay cái. Rồi phòng đây ha. Rồi đây phòng phía sau. Phòng phía sau hai cái nhà vệ sinh ha, hai cái nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Đây có hai cái nhà vệ sinh. À và một chỗ không gian để rửa giặt rửa bằng tay nha. Nhà mình hai mặt hẻm nha cô chú anh chị. Đó, hẻm nè ha. Từ phía trước nè, vòng qua đây. Nhà mình là một trệt với một lầu nha cô chú anh chị. Ở phía sau nè, cảnh phía sau Thanh Bình ha. Cái nhà mình nè. Phía sau đây ha. Hẻm này vòng qua đây, đi vòng tiếp qua đây được nữa nha. Chiều dài tính đến từ đây nè, ra tới phía cửa phía trước là 19. Còn nếu mà tính dài ra tới ngoài cái phía cái cửa ngoài luôn, cái sân ngoài luôn là 20 nha. Rồi, bề ngang là 4 m. Ở đây một cái nhà vệ sinh. Dạ ở đây là một cái nhà vệ sinh. Hai cái ha. Hai cái nhà vệ sinh nha. Đây một cái nhà vệ sinh. Đó, hai cái nha. À, cầu thang này đi lên cũng được nha. Nè. Cầu thang này cũng đi lên được nha. À, cầu thang này đi lên cũng được. Và cầu thang trước đi lên cũng được ha. Hai cửa hậu phía sau nhà mình nè ha. Hai lớp cửa bảo vệ cửa lùa mở bên trong cửa sắt bên ngoài. Một cái nhà vệ sinh, vậy là ba cái nhà vệ sinh phải không chị? Hai cái ăn. Cái kia là cái tắm hả? À, cái phòng tắm đó thôi. Ở chứ phía sau hai cái, phía trước này một cái. À. Đây hai cầu thang đi lên ha, giờ mình đi lên cầu thang này. Rồi. Ra hẻm rồi, em đi lên đầu. Đây, lên lầu nè. Lên trên lầu nữa ha. Còn đây phía một phòng. Ở đây một phòng. Ở đây một phòng. Bốn phòng. Ở phía sau nước này nếu mình làm cái gác lên mình đây được cũng được hai phòng nữa nha cô chú anh chị. Đó, cửa sổ nè, có cửa sau nè ha. Đó, cửa sau đó.
Và Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà, địa chỉ nhà mình, địa chỉ là 313 ha, 313 ô 3113, 3131113 đường Phạm Thế Hiển, 3113 đường Phạm Thế Hiển, phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ha. Và địa chỉ, diện tích của mình được công nhận là gần 68 mét đất nha cô chú anh chị. Và nhà thì có giấy chủ quyền Hồng, nhà thuộc số lẻ của đường Phạm Thế Hiển, nhà nằm gần nhà thờ Bình Thuận, 3113 đường Phạm Thế Hiển ha, phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, gần nhà thờ Bình Thuận nha. Nhà nằm bên phía số lẻ, nhà nằm phía bên số lẻ của đường Phạm Thế Hiển, còn cách nhà thờ Bình Thuận khoảng chừng 10, chưa tới 10 căn nhà. Có giấy chủ quyền Hồng và nhà thì có hoàn công luôn, hai một hai tầng. Mua bán giấy chủ quyền Hồng, ký công chứng sang tên ha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị bạn thấy căn nhà này ưng ý thì alo cho Vũ Hồng ha, qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp liên hệ với chủ nhà để mình đi xem nhà ha. Và nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh nha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà, địa chỉ 3113 đường Phạm Thế Hiển, phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhà mình thì nằm ở vị trí mặt tiền đường, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên nha. Chiều ngang là 4m và chiều dài là 19m. Nhà thì nằm gần nhà thờ Bình Thuận, hướng này là hướng về đường Lê Bôi, Ủy ban dân phường 7. Và hướng ngược lại, hướng này là mình đi về phường 5. Có tiếng xe buýt 140 đi ngang qua. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì nhà mình là chỉ cách nhà thờ Bình Thuận chỉ có vài cái nhà thôi. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. Nếu có nhu cầu xem thì alo cho Vũ Hồng qua số 0933 797979 ha. Đối diện xéo bên kia là xưởng áo mưa Quang Vinh nha cô chú anh chị. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video lần sau. Xin chào.